Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ mục tiêu tại AFF Cup 2022. Ông Park Hang-seo ra luật cứng cho đội tuyển Việt Nam. Rời Hoàng Anh Gia Lai, Văn Toàn thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử. Huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ mục tiêu tại AFF Cup 2022. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã có tiết lộ về kế hoạch và mục tiêu cho giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam tại cuộc họp báo ngày 22 tháng 11. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á là giải cuối cùng mà ông Park Hang-seo đảm nhận cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam trước khi chính thức chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Ông Park Hang-seo chia sẻ: "Tôi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ năm 2017 và thời gian đầu tôi không hiểu nhiều về Việt Nam, mọi thứ đều mới mẻ khi tôi mới đến Việt Nam. Trong 2 năm đầu tiên tôi phải tìm hiểu rất nhiều về đặc tính cầu thủ, về văn hóa, lịch sử. Đến năm thứ 3 tôi mới cảm nhận được nhiều người Việt Nam yêu bóng đá, nhưng áp lực từ sự kỳ vọng và vào thành tích của đội tuyển là rất lớn. Sắp tới tôi không dẫn dắt đội tuyển nữa và tôi đã hứa sẽ hoàn tất hợp đồng và tôi đã làm đúng lời hứa." Ông Park cho biết thêm, quyết định không gia hạn hợp đồng được ông đưa ra từ hơn 1 năm về trước, nhưng lúc đó chưa phải là thời điểm công bố. Dù ông là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng ông vẫn luôn dành tâm tư, tình cảm thương nhớ các cầu thủ. Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park cho biết không có thay đổi gì đặc biệt. Danh sách triệu tập lần này có 32 cầu thủ và tính cả Quang Hải. Nhưng vào ngày 23 tháng 11 và 27 tháng 11, một số cầu thủ vẫn phải đá giải cúp quốc gia nên sẽ lên tập trung muộn. Thời gian đầu, tuyển Việt Nam sẽ thiếu quân tập luyện. V-League 2022 đã kết thúc và chưa phát hiện chấn thương lớn nào ở các cầu thủ lên tuyển. Nhưng một số cầu thủ khá mệt mỏi, một số lại có chấn thương nhỏ nên cần phải kiểm tra và theo dõi. Một năm qua, các cầu thủ rất mệt mỏi, cạn thể lực nên nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là giúp cho họ hồi phục thể lực và tâm lý. Để chuẩn bị cho giải đấu AFF Cup, tôi nghĩ chúng ta sẽ phải tăng cường thêm tính tổ chức, trong đó phòng ngự và tấn công khu vực cần phải được các cầu thủ tập luyện kỹ càng. Sắp tới đội tuyển sẽ được bổ sung thêm lối chơi đa dạng hơn, ông Park Hang-seo nói. AFF Cup 2022 là giải đấu cuối của huấn luyện viên Park Hang-seo nên mục tiêu hướng đến là Việt Nam vô địch. Ông Park Hang-seo cho biết, giải đấu nào thì cũng có áp lực cả thôi. Tại AFF Cup năm ngoái, đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan nhưng điều đó không có nghĩa là ta không chuẩn bị tốt và không quyết tâm. Quyết tâm của ta luôn là cao nhất. Ông Park Hang-seo chưa quan tâm quá nhiều đến các đội tuyển trong bảng A vì Việt Nam nằm trong bảng B của AFF Cup. Điều quan trọng là trước mắt, đội tuyển sẽ phải tập trung ứng phó và các đội trong bảng. Sau đó chúng ta sẽ hướng tới các đội tiếp theo. Bày tỏ băn khoăn về suy nghĩ của các cầu thủ đối với giải đấu cuối do ông cầm quân, ông Park chia sẻ: "Đây sẽ là giải đấu cuối của tôi, nhưng không phải vì đó là giải đấu hay, mà giải cuối là tâm thế chuẩn bị khác nhau. AFF Cup năm ngoái đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan nhưng không phải vì chúng tôi không chuẩn bị tốt hay không đủ quyết tâm. Ta đừng suy nghĩ nhiều, đừng nghĩ tới việc tôi không làm nữa. Đó là chuyện tương lai, ta cứ chơi đi, sinh hoạt bình thường như mọi khi." Hiện tại ông Park Hang-seo đang dồn hết mọi tâm huyết, tập trung vào giải AFF Cup nên chưa có kế hoạch nghỉ hưu. "Tôi có người đại diện và anh ta sẽ vạch ra kế hoạch đó cho tôi. Tương lai ở Việt Nam, Hàn Quốc hay đi nước khác, tôi chưa có bất cứ kế hoạch nào. Nhưng nếu như có con đường nào thì nó cũng sẽ chỉ liên quan đến bóng đá mà thôi", ông Park chia sẻ. Đội tuyển bóng đá nào Việt Nam sẽ hồi quân hôm nay ngày 22 tháng 11 và bắt đầu tập luyện từ ngày 23 tháng 11 tại Hà Nội. Đây là đợt tập trung cuối cùng và quan trọng của các cầu thủ trong năm 2022. Đội sẽ có 2 trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Dortmund vào ngày 30 tháng 11 và Philippines vào ngày 14 tháng 12 trước khi sang Lào bắt đầu hành trình chinh phục AFF Cup 2022. Tại giải vô địch Đông Nam Á 2022, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với Singapore, Myanmar, Malaysia và Lào. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với Lào vào ngày 21 tháng 12, Malaysia 27 tháng 12, Singapore 30 tháng 12 và Myanmar vào ngày 3 tháng 1 năm 2023 tại vòng bảng. Huấn luyện viên Park Hang-seo ra luật cứng cho đội tuyển Việt Nam. Vào sáng ngày 22 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi trả lời với tuyển truyền thông Việt Nam trước thêm giải đấu cuối cùng với tuyển Việt Nam. Tại buổi họp, chiến lược gia Hàn Quốc đã có những chia sẻ hết sức thật lòng về quá trình 5 năm làm việc với đội bóng áo đỏ. Đáng chú ý, tại cuối buổi họp báo thì huấn luyện viên Park đã có những chia sẻ về vấn đề đang rất nóng hiện nay, đó là World Cup 2022. Theo đó, chiến lược gia Hàn Quốc cho biết ông hoàn toàn đồng ý với việc các cầu thủ Việt Nam xem World Cup trong quá trình hội quân. Ông cho biết, đội tuyển tập trung đúng vào dịp World Cup và tôi sẽ cho cầu thủ xem các trận. Nhưng nếu trận khuya quá, tôi sẽ nhắc nhở vì thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sáng hôm sau khó tập tốt được. Với tôi, xem World Cup rất bổ ích bởi thu lượm được nhiều kiến thức, nắm bắt được phần nào xu thế bóng đá và dĩ nhiên cầu thủ sẽ học hỏi được nhiều điều. Ngoài ra, mỗi năm FIFA đều có những quy định mới. Nếu như có cơ hội, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng học hỏi, ông Park nhấn mạnh. Bên cạnh đó, chiến lược gia Hàn Quốc cũng chia sẻ về câu chuyện đến Việt Nam.
Trong 1 đến 2 năm đầu tiên ở Việt Nam, mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm và tôi đã dành khoảng thời gian đó tìm hiểu về văn hóa, thói quen cũng như đặc điểm của các cầu thủ Việt Nam. Tuy vậy, đến năm thứ 3, tôi mới nhận ra người hâm mộ Việt Nam dù rất yêu và cuồng nhiệt bóng đá nhưng cũng đặt áp lực rất lớn vào đội tuyển. Nhưng dù sao, tôi vẫn thực sự cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã luôn tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong quá trình suốt hơn 5 năm vừa qua. Rời Hoàng Anh Gia Lai, Văn Toàn thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử. Cho tới thời điểm hiện tại, tương lai của dàn sao Hoàng Anh Gia Lai như Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy vẫn chưa thể được xác định. Tuy nhiên, ngay sau khi V-League 2022 kết thúc, các cầu thủ trên đã được rất nhiều câu lạc bộ tại V-League đặt vấn đề về việc chiêu mộ. Đến chiều ngày 21 tháng 11, Văn Toàn và Hoàng Anh Gia Lai vẫn không thể chốt được hợp đồng do những vấn đề liên quan đến tài chính. Theo đó, nhiều khả năng sau khi Cúp Quốc gia 2022 kết thúc, tiền đạo sinh năm 1996 sẽ nói lời chia tay với đội bóng phố núi để chuyển đến bến đỗ mới đầu tiên trong sự nghiệp. Hiện tại thì có 3 đại gia tại V-League đang sẵn sàng xuống tiền chiêu mộ Văn Toàn. Được biết mức phí để có được chữ ký của tiền đạo đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Tuy nhiên, nếu như muốn rời Hoàng Anh Gia Lai, Văn Toàn vẫn cần có được cái gật đầu của đội bóng chủ quản. Được biết Hoàng Anh Gia Lai sẽ không cố gắng giữ chân các trụ cột bằng mọi giá như thông tin đã đưa trước đó. Họ có chủ trương giữ lại một dàn mưa sao của mình và sẽ tạo điều kiện cho một nửa còn lại ra đi tìm bến đỗ mới. Những cầu thủ ở lại sẽ cùng với các cầu thủ trẻ trở thành trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải sau. Minh Vương, Tuấn Anh đang là những cái tên được cho sẽ chắc chắn ở lại, cùng với Tuấn Linh, Barbosa, Mauricio, A Hoàng và các cầu thủ trẻ như Thanh Nhân, Đức Việt, Hữu Phước, Bảo Toàn. Đây sẽ là bộ khung hoàn chỉnh của Hoàng Anh Gia Lai mùa giải sau. Ngoài ra, họ sẽ có thêm những ngoại binh chất lượng như là các cầu thủ trở về sau khi hết hợp đồng cho mượn từ Hải Phòng hay Công an Nhân dân. Hiện tại, ngoài Văn Toàn, Xuân Trường và Công Phượng cũng là hai cái tên nhận được nhiều lời mời thi đấu cả trong lẫn ngoài nước. Ngoài ra, cũng có tin đồn cho rằng Hồng Duy sắp ký hợp đồng với Viettel. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ thông tin nào thật sự chắc chắn. Rời Hoàng Anh Gia Lai, Văn Toàn thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử. Cho tới thời điểm hiện tại, tương lai của dàn sao Hoàng Anh Gia Lai như Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy vẫn chưa thể được xác định. Tuy nhiên, ngay sau khi V-League 2022 kết thúc, các cầu thủ trên đã được rất nhiều câu lạc bộ tại V-League đặt vấn đề về việc chiêu mộ. Đến chiều ngày 21 tháng 11, Văn Toàn và Hoàng Anh Gia Lai vẫn không thể chốt được hợp đồng do những vấn đề liên quan đến tài chính. Theo đó, nhiều khả năng sau khi Cúp Quốc gia 2022 kết thúc, tiền đạo sinh năm 1996 sẽ nói lời chia tay với đội bóng phố núi để chuyển đến bến đỗ mới đầu tiên trong sự nghiệp. Hiện tại thì có 3 đại gia tại V-League đang sẵn sàng xuống tiền chiêu mộ Văn Toàn. Được biết mức phí để có được chữ ký của tiền đạo đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Tuy nhiên, nếu như muốn rời Hoàng Anh Gia Lai, Văn Toàn vẫn cần có được cái gật đầu của đội bóng chủ quản. Được biết Hoàng Anh Gia Lai sẽ không cố gắng giữ chân các trụ cột bằng mọi giá như thông tin đã đưa trước đó. Họ có chủ trương giữ lại một dàn mưa sao của mình và sẽ tạo điều kiện cho một nửa còn lại ra đi tìm bến đỗ mới. Những cầu thủ ở lại sẽ cùng với các cầu thủ trẻ trở thành trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải sau. Minh Vương, Tuấn Anh đang là những cái tên được cho sẽ chắc chắn ở lại, cùng với Tuấn Linh, Barbosa, Mauricio, A Hoàng và các cầu thủ trẻ như Thanh Nhân, Đức Việt, Hữu Phước, Bảo Toàn. Đây sẽ là bộ khung hoàn chỉnh của Hoàng Anh Gia Lai mùa giải sau. Ngoài ra, họ sẽ có thêm những ngoại binh chất lượng như là các cầu thủ trở về sau khi hết hợp đồng cho mượn từ Hải Phòng hay Công an Nhân dân. Hiện tại, ngoài Văn Toàn, Xuân Trường và Công Phượng cũng là hai cái tên nhận được nhiều lời mời thi đấu cả trong lẫn ngoài nước. Ngoài ra, cũng có tin đồn cho rằng Hồng Duy sắp ký hợp đồng với Viettel. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ thông tin nào thật sự chắc chắn.